tiện mà mình không được phép vào. Còn những cái phiến đá này, còn những cái vỏ sò vỏ ốc nè, tại vì khi xưa ở ngọn núi này chìm ở dưới nước biển thì được nước biển bào mòn từ từ, và từ từ nước biển dưới rút thì sẽ để lộ ra ngọn núi này và những hang động ở hồi nãy mình vừa đi qua thì cũng được hình thành và phát hiện từ đó. Đây có một đường đi lên Quan Âm Thế, Quan Thế Âm Bồ Tát, có đường đi lên, sẽ đi thử. Mọi thứ ở đây đều nhìn rất là cổ kính các bạn, rất là rêu phong, đi không khéo thì có thể chợt té. Đây là một ngôi bảo tháp, phía trước thì có thờ tượng Phật Di Lặc. Còn đây là núi rừng, cây xanh rất là nhiều. Đây còn những viên gạch cổ nữa nè các bạn, có in chữ trên đây.